chào đón những người bí ẩn của chúng ta. Mọi người ơi, làm cái nghề gì mà nguy hiểm vậy Nhân? Đây là ghế dành cho nữ hoàng. Một nữ hoàng. Nhân vật rất đặc biệt. Hãy đến với người bí ẩn đầu tiên. Xin mời. Thấy chưa? Tôi là phải đứng đây nè. Cúi người xuống nè. Ôi, karate đô nghĩa là yêu, yêu nửa vô. Như người võ sư tôi hằng kính nhớ, như huấn luyện viên tôi mãi chờ. Dẫu cuộc đời có dài lê thê, dù đạt giải nào tôi vẫn thế, vẫn mãi yêu em karate đô. Tôi, nữ hoàng karate đô Việt Nam. Mọi người có biết không, năm 21 tuổi em đăng quang hoa hậu toàn thành, rồi 22 tuổi em đăng quang hoa hậu toàn khu vực, 23 tuổi em đăng quang hoa hậu toàn quốc, đến năm 21 tuổi em quyết định theo võ. Và giây phút ấy đã đến, em vô địch giải karate đô. Em cảm ơn thầy cô, và em chính là nữ hoàng karate đô Việt Nam. Kata, tôi đây sẵn tính trời ra đòn. Vào thế, chẳng ngại chi. Tê giác diều hâu tôi chấp hết. Tôi là nữ hoàng karate đô Việt Nam. Chưa hết đâu, còn nữa. Trời ơi, nhiều nữ hoàng quá vậy. Cái này mới đúng chính xác. Đúng chính xác quá rồi. Để lên được vị trí ngày hôm nay, ta đã phải học thầm rất nhiều điều. Từ nhỏ ta đã học võ, không để cho ai nhìn ta mà dám chỉ trò. Ta đục cho phù mỏng. Ta, nữ hoàng karate đô Việt Nam. Nữa, con nữa. Bà để mặc báo quạo từ đầu ha. Đừng đềm nhìn thư ban xét ganh ghét nên gần. Chị để hơi cúi em ơi. Tay chân chị hơi lì. Nhìn chị lần nữa càng xa vào kato lệ. Không mau gọi chị là nữ hoàng, dù chị không nói ra. Chị chính là nữ hoàng karate đô Việt Nam. Chúng ta cùng gặp gỡ lại những nữ hoàng karate đô Việt Nam. Mời Khải Ly hỏi đầu tiên. Em muốn hỏi với bạn số 2. Bạn biết tiếng Việt không? Em biết tiếng Việt nhưng mà em đang dịch sang tiếng Anh để nói cho thật là hay ạ. Wow. Ok, mời Lưu Hà Trinh. Yuta di karate đô Doraemon. Hỏi ai? Em đang dịch cho bạn số 2. Ủa, ai là ra hỏi số 2 rồi. À, hỏi số 2. Rồi chị hỏi đi, em làm quen cho chị rồi. Tại vì bạn là nữ hoàng karate đô, vậy bạn học bao nhiêu năm rồi? Em học được 10 năm rồi chị. À, mới vô bạn học cái gì? Dạ, học đấm. Tôi nghĩ chắc như là tại thấy cái vai của cổ lớn, cho nên là nghĩ là vậy. Có thể cô nói đúng á, cổ bên boxing thì sao? Bạn ơi, cái này là phụ nữ một chút ha. Khi mà mình dùng cái này là nhiều lực nhiều ở tay thì nó có tác hại gì cho vòng một này nọ không? Có nhiều cái nghề là sau một thời gian họ bước qua cái nghề khác. Thì bạn thi đấu mà lên tới đỉnh cao như vậy rồi thì bạn có nghĩ là bạn sẽ ngưng lại không? Dạ không ạ. Cũng có khả năng là tất cả đều là võ. Có dạ, võ tất hết. Cả đều võ. Số ba ơi, karate khác taekwondo chỗ nào? Dạ karate là tay chân, còn aikido là những cái đòn quật. Có giật không em? Dạ có. Lợi thế của karate là gì? Dạ lợi thế của karate là được cả hai tay và chân. Karate đô với karaoke cái nào khó hơn? Trời ơi, chả làm như thế là khoái hát karaoke. Karate khó hơn ạ. Bạn số 4 nói là bạn là nữ hoàng của karate đô Việt Nam. Vậy cho Duy hỏi là bạn đã thi đấu những giải gì rồi ạ? Em thi đấu rất nhiều giải châu Á, SEA Games. Cho mình hỏi bạn số 5 là chiều cao có quan trọng ở trong cái môn võ này không ạ? À? Dạ chiều cao không quan trọng ạ. Đặc biệt là trong bộ môn kata thì không quan trọng. Tại sao chiều cao lại không quan trọng? Tại vì ví dụ như trong kata là em chỉ đấu quyền, chỉ còn thuộc bài quyền đó ra thi đấu là được rồi. Chủ yếu là tốn tốc độ và cái khả năng ra đòn của mình thôi. Ta không có đối kháng không bạn? Karate có đối kháng. Nếu mà em nói em là cái người mà nữ hoàng ở Việt Nam, vậy thì cái điều gì để chứng minh em là nữ hoàng? Dạ hiện tại thành tích của em là em đang có huy chương vàng của thế giới, huy chương vàng châu Á và SEA Games. Ghê vậy? Nếu mà giải thế giới thì em là
đấu thắng nước nào ở vòng chung kết? Kata là biểu diễn chỉ một mình em thôi, cho nên là cái đối thủ mà mạnh nhất của em lúc đó là nước Pháp rồi. Số 1, bạn nói có đúng không? Là nước Nhật. Bên này Pháp, bên kia Nhật. Bạn đã từng thi đấu giải gần đây nhất là giải gì? Quốc tế 2018. Quốc tế được diễn ra ở đâu? Nhật. Bạn đấu hạng mục gì? Kata. Karate Do. Thì nước nào thường là đối thủ nặng ký của mình? Trung Quốc. Trung Quốc. Có vẻ như là đã có kết quả dành cho mỗi đội. Okay. Với võ sư 9 năm như Khải Như thì chuyện đó là rất đơn giản. Dạ em không biết, thật sự em không biết luôn. Bởi vì không phải là bộ môn của em theo đuổi, nên em thật sự em như không rành. Như xưa em học võ gì? Vô Vi Nam ạ. Mời hai đội chọn số. Ồ, tức là mọi người không đánh đánh cho coi hả? Mà không phải chọn luôn á hả? Bây giờ mình có được bàn nhau không? Bàn chứ. Như vậy, đội chủ nhà chọn số 4, đội khách chọn số 2. Em đang nghi ngờ bàn số 2 với bàn số 5, nhưng mà em lại nghiêng về bàn số 2 nhiều hơn. Vì sao có được? Em đã thấy cái ánh mắt đó ở đâu rồi? Đó là ánh mắt của chị Khải Như. Tại vì ánh mắt của chị Khải Như mỗi lần tự tin cái điều gì á, chị ấy rất là nội lực và chị ấy giống như kiểu là hả? Chọn đông chọn tây, chính là ta đây. Đó là ánh mắt rất là mạnh hút người khác vào mình. Nó điên rồi, nó điên nghe. Nên em nghĩ em nghĩ là cái bạn số 2 này, bạn ấy giờ bạn đứng vậy nè. Không hỏi cũng được, không có sao. Chị mới là người chính xác. Đó, em nghĩ là bạn số 2. Trinh ơi, Trinh, cái đó là ánh mắt. Đoán tao đi tầm bậy rồi đó. Không, chị ánh mắt rất là quyết tâm và nhìn thẳng. Duy có đồng tình với số 2 mà Khải Như chọn không? Dạ, thực ra là em thích bạn số 5 hơn. Bạn trả lời rất là quyết liệt, bạn trả lời rất là rõ ràng, chi tiết. Đội chủ nhà vì sao chọn số 4? Thì Hương với Thành đều là nhấn vô cái phần mà nữ hoàng. Đã nói chữ nữ hoàng là cái người đó hoặc là ở đỉnh cao rồi thì phải coi về cái bằng cấp. Dạ tôi nói vậy nè, nhìn vô thấy được cái nội lực luôn, vậy thôi. Nó giống như là cái quần hào quang xung quanh người đó luôn. Tại vì dân mà quýnh võ mà lên tới thượng thừa đó là không có còn mà khẩu khí nữa. Ta khiêm đúng. Nhường, ta co ro, nhu, cục lấy nhu thắng cương. Dạ, đụng vô đi, bẻ rồi mới chết. Khán giả bây giờ nè, ai ủng hộ đội khách vỗ tay. Ai ủng hộ đội nhà im lặng. Anh Hạnh, em xin phép được cười nửa miệng. Như vậy là không ai ủng hộ đội nhà cả. Đội khách bao nhiêu phần trăm tin tưởng vào cái khả năng chiến thắng ở vòng này? 100%. 100%. Tin vào Khả Như. Ôi các bạn nói tin thôi, đừng tin vào Khả Như được không ạ? Khả Như là người chọn hay là hai bạn kia? Em xúi chọn. Bây giờ là kết quả của chương trình. Xin mời. Ôi ôi. Chúc mừng đội chủ nhà. Số 1. Tại sao? Bởi vì đây là người nhà của nhóm này. Tại sao bây giờ mới nói nè? Mà xin lỗi chị, là vì chắc là chị là cái người luyện võ quá nhiều á, nó lên tới cái đẳng cấp quá cao rồi đó, nên cái gương mặt của chị nó bị khô lại. Tại vì đàn ông hơn hả? Nó sắc là nó đàn ông. Tại vì khi mà mình vận động mạnh quá thì mỡ nó tiêu hao. Không mỡ như em nên mặt không có gọi là bầu bỉnh mà. Và cái cơ thể gì nhìn là ra dân mà hạng nặng, tập luyện hàng ngày chứ không phải là bình thường nữa. Ơi, học võ 9 năm chi? Anh ơi, em thật sự không biết. Giang ơi, hả, em nói đội nào là nghiêng về đội đó là đúng cái gì rồi, đó chị Hương, em theo dõi chương trình. Anh nói đội nào thắng là đội đó thua. Nữ hoàng của chúng ta ngày hôm nay, xin mời giới thiệu. Xin chào hai đội chơi. Tôi là Nguyễn Hoàng Ngân. Tôi đang hiện là huấn luyện viên đội tuyển Karate Việt Nam. Wow. Và tôi đã tập võ được 24 năm. Wow. 11 tuổi là chị đã tập. Chị có thể kể cho em nghe vài giải thưởng mà chị có được trong cuộc đời. Trong quá trình 20 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thì mình đã đạt được các thành tích như huy chương vàng thế giới, huy chương vàng châu Á, 7 kỳ SEA Games huy chương vàng. Trời ơi. Wow. Thôi,
Nói gì nữa, còn rất nhiều điều bí ẩn về cô này. Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ, mời ra sân khấu. Không, nhưng mà lúc giờ hỏi về giải thưởng, cô trả lời chắc lắm. Xin chào tạm biệt những người bí ẩn. Người bí ẩn của chúng ta, Nguyễn Hoàng Ngân, là huấn luyện viên của đội kata karate do Việt Nam. Không phải người thường. Hiện nay chưa có gia đình. Bây giờ mình hỏi hai bạn kế bên luôn. Dạ, em là Lê Thị Khánh Ly ạ. Mình cũng trong đội tuyển luôn. Vâng, hiện em là vận động viên của đội tuyển karate do Việt Nam ạ. Xin cảm ơn. Em là Nguyễn Thị Phương ạ. Hiện tại em cũng là vận động viên của đội tuyển karate do Việt Nam ạ. Xin cảm ơn. Như hồi nãy Ngân có chia sẻ chút xíu là SEA Games mà lấy có 7 cái à. Rồi quốc tế rồi nhiều lắm. Bây giờ nếu mà tổng số thì mình nhớ được bao nhiêu cái huy chương chưa? Thì nó chắc là nó cũng phải rơi trên khoảng 50-60 cái. Này ghê không? Bây giờ kata có nghĩa là biểu diễn đúng không? Ba chị em mình sẽ trong một đội để biểu diễn ngay tại đây đúng không? Hả? Mình à? Cả anh nữa hả? À. 7, anh đâu có biết mấy môn này. Không biết thiệt, nhào vô bị quánh chết à. Cứ thử thôi ạ. Thôi, ở đây có một người giỏi giỏi lắm, lát anh mời lên sau nha. Dạ vâng. Rồi, mình cứ biểu diễn trước nha. Vỗ tay quý vị. Thì rất là mệt, mới đấu xong rất là mệt. Mình coi nhẹ vài cái huy chương gọi là đẳng cấp thế giới. Cho em sợ nữa không anh? Dạ. Thôi em ơi, độ chỉ không độ em ơi. Em thấy có cái Copenhagen 2009 nữa là đi đấu nhiều nơi nhờ. À, chị Ngân ơi, cho Trấn Thành bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với lại cả ba người luôn. Thật sự, đây là một trong những cái màn trình diễn võ thuật mà nó làm cho tôi xúc động nhất. Trời ơi, mình chỉ có ra, vô, đá. Nó chỉ là những cái động tác rất cơ bản, rất là bình thường mà coi mà nghẹt thở ấy. Tại vì từ cái gương mặt và cái nội lực của các chị nó ra ngưỡng mộ. À, sau này khi chị Ngân chuyển qua công tác đào tạo luôn á thì có ai thế được cái vị trí nữ hoàng chưa? Dạ chưa. Trời ơi, bây giờ Trường Giang tiến cử một người thế cái vị trí này được không?
Mời Thái Như lên sân khấu. Dáng dấp body là đủ chuẩn. Dạ. Đây là... Đây, bước qua đây em. Không dám lại gần, sợ quá. Sợ gì đâu. Đây, bây giờ chị Ngân sẽ hướng dẫn ha. 9 năm trời vào Việt Nam. Em đi hát thanh đi tới đâu cũng đồn em chuyện đó. Em không có học gì cả, em chỉ học múa thôi chị à. Chị Ngân chị hướng dẫn cho Thái Như. Tắm cái này giùm em. Thái Như ơi, hôm nay mình thử hát một chút đó. Dạ, trời ơi, chị dạy giọng giống yoga quá nè, thích quá. Đây là một quả cầu. Trong thì khả năng là chị nghĩ rằng là sẽ rất là... Coi, coi bên trong nó rộng hay đặc. Đặc chứ. Đặc. Trên mạnh thì mạnh coi. Rồi rồi. Không vô, không bể. Ê, nó lúc nè, được miếng nè. Hết sức của em rồi đó. Em không làm bể được đâu. Đó, em làm thử cái. Như coi, như là người học nhỏ coi. Vô. Nó cũng xen vòng, nó không bể. Rồi, như này, cô Vi Nam. Mạnh lên chứ. Không nổi đâu, em làm không nổi. Em đâu có tài đâu. Bây giờ để cho Thanh, để cho Thanh. Không nổi luôn, anh Trấn Thanh. Đây, đây là... Thanh là tập dưỡng sinh buổi sáng. Đó, thấy ghê chưa? Đó. Hey, hey. Thôi, wow. Chưa bể nha. Ba cái này là cái gì đâu. Anh Giang cố lên. Nó quay tới sáng luôn anh Giang ơi. Thưa quý vị, sau đây là Liên Hoàng Cước. Tôi mời nghệ sĩ vào vị trí. Thưa các anh chị và các bạn, họ là những vận động viên, huấn luyện viên của quốc gia, gọi là tài sản quốc gia, hy sinh cả thanh xuân mình dành cho cái việc là thể thao nước nhà được nhiều giải thưởng ở thế giới. Đó là điều đáng trân trọng và ghi nhận. Cảm ơn chị em mình, chúc mọi người sức khỏe và thành công.